mẹ con đi đâu mà trông đơ phở vậy? Dạ, hai mẹ con cháu đi sang bên ngoại về muộn ạ. Ồ, đẹp quá. Cái vòng đẹp quá. Cháu là con gái à? Dạ, cháu là con cầu tự ạ. Nghe tôi hỏi, ai ngồi đâu ngồi có ai thấy một người đàn bà mặc quần áo nội cung đem theo một đứa trẻ khoảng 90 tuổi đi qua đây không? Tôi hỏi nói đi. Câm cái sao mà không ai trả lời? Hả? Ai nói dối nó sai, chém đầu. Cái gì đây? Hiểu đây. Trời tối đến nơi rồi mà hai mẹ con đi đâu thế này? Dạ, hai mẹ con cháu đi sang bên ngoại về muộn. Cháu nhỏ là bị ốm, mong bà lão cho mẹ con cháu ở lại một đêm, sáng mai đi ngay ạ. Rõ khổ. Bây giờ quan quân họ khám xét nhiều lắm, tôi cũng ngại. Thưa bà, mẹ con cháu là người lương thiện ạ. Thôi được, mẹ con hãy cứ vào ở tạm trong này. Mẹ con cháu đội ơn bà. Tối ta đòi lan. Đừng ta, người ta thì bắt bỏ dọ đấy. Nhà chỉ có lưng cơm nguội, ăn tạm vậy nhé. Vâng. Trông thằng bé đói quá rồi đấy. Nào ra bà bế một tí nào. Con nói là con xin bà đi. Ta con xin bà. À, chà bố mày, đói meo ra rồi còn gì. Gớm, con dai gì mà trắng trẻo cứ như là con gái. Thế này thì chỉ có mà ngồi mát ăn bát vàng thôi, không làm nên được trò trống gì đâu. Nào, phải ăn đi, con chó con của bà. Con người lạ ở đâu đến? Lão nào có biết à? Đàn bà con nít lúc đêm hôm, lão chỉ làm việc phúc đức thôi ạ. Này, bà lão, bà có nghe thấy chị ta nói lúc nào đi không hả? Họ chỉ ở có một tối thôi ạ. Thôi được, sáng mai ra bà lão giữ họ lại, nhớ cho ăn uống, nghe rõ chưa? Không được để họ nghi ngờ nhé. Yeah.
Nó vừa rời khỏi nhà bà lão mới sáng nay thôi ạ. Khỏi mua ra chưa? Dạ đúng thế. Thế thì nó chỉ quanh quẩn đây thôi. Xuống lục xuống. Không được để cho nó chạy thoát. Nếu cha còn có lòng thương nhà Chúa, hãy phù hộ độ trì cho chúng con qua cơn hoạn nạn này. Thưa này, tục tăng tục đưa còn bọn mày đi vào, không để sót một luống nào. Nhìn sang hướng bên kia. Đi rồi. Tâu lệnh bà, Điện Đầu Vương đã chết.